chào khán giả của Như Chia Hè của cuộc chia ly. Kính thưa quý vị, trong công việc tìm kiếm và đoàn tụ người thân thì chúng tôi đã rất quen thuộc với những cụm từ ra đi và trở về. Vâng, cũng từ kinh nghiệm đoàn tụ người thân thì chúng tôi có niềm tin chắc chắn rằng đã có ra đi thì sẽ có ngày trở về, dù là sau 10 năm, 40 năm, 60 năm. Chúng tôi chia sẻ niềm tin này với những người đang còn thất lạc thân nhân, vì lúc này thì quý vị đang mong chờ một ai đó thì rất có thể ở một đâu đó người đó cũng đang mong chờ quý vị. Lúc này quý vị đang đi tìm một ai đó thì rất có thể người đó cũng đang ra sức đi tìm quý vị, mà vì trăm nghìn lý do, vì muôn ngàn cách trở mà vẫn chưa đến được với nhau. Thưa quý vị, như trẻ của cuộc chia ly thì cũng không tài giỏi gì. Trong một số trường hợp chúng tôi chỉ nối thêm một nhịp cầu, đó là người thân tìm được nhau. Vâng, ví dụ như là trường hợp này ạ. Vào tháng 12 của năm ngoái thì chúng tôi có đăng lên trên website của chương trình Hãy Lên Tiếng.vn một thông báo như sau. Bà Lê Thị Nga mong tìm chị gái Lê Thị Lập, mất liên lạc từ năm 1975. Bà Lập tên khác là Lâm Thị Huệ, sinh năm 1952, là con gái đầu trong gia đình có 10 chị em, sống tại khu Gia Binh Lê Văn Duyệt, Sài Gòn. Chị Lập kết hôn với một người Mỹ có họ là Buklak, làm việc tại trung tâm huấn luyện truyền tin tại Hawaii của Mỹ. Năm 1973, chị Lập sinh con gái đặt tên là Lâm Thị Hiền Anh, thường gọi là Annie. Sau đó, hai mẹ con chị sang Mỹ định cư. Đến năm 74, gia đình nhận thư của chị Lập. Được biết, vợ chồng chị sinh thêm một bé gái tên Tammy. Đến năm 75, ngoài bức điện tín vào ngày 24 tháng 4, gia đình không nhận thêm tin tức gì của chị Lập nữa. Và vào ngày 7 tháng 3 năm nay, thì trong hộp thư tìm người thân Amok Hãy Lên Tiếng.vn của chương trình, chúng tôi đã liên tiếp nhận được 5 đến 6 lá thư của bằng tiếng Anh ạ, của hai người phụ nữ quốc tịch Mỹ là chị Annie Basila và chị Tammy Simon. Tất cả đều phản hồi cho cái thông báo kể trên. Như vậy đấy chị Nga ạ. Dạ vâng, lúc này thì chị Lê Thị Nga đã có mặt ở đây. Thưa chị, người đăng ký với 5 người em của mình ở đây, xin mời chị Nga giới thiệu ạ. Xin chào, tôi là Lê Thị Nga. Và đây là các em tôi Lê Trọng Tuấn, Lê Thị Thu, Lê Thị Ngân Trang và Lê Trọng Tài. Ba má tôi sinh được 10 người con. Tôi có người chị cả là chị Lê Thị Lập. Chị lấy chồng nước ngoài. Vào năm 1973, chị bồng con theo chồng về Mỹ. Thế sau đó chúng tôi vẫn liên lạc qua thư từ và điện thoại. Thế vào một ngày tháng 4 năm 1975, tôi bất ngờ nhận được bức điện tín của chị. Nội dung vỏn vẹn chỉ có 3 chữ Let call me. Tôi cũng ngạc nhiên vì từ nào giờ chị không có dùng tiếng Anh với tôi qua thư từ. Thế là tôi cũng ra xếp hàng ở phòng bưu điện để chờ đến lượt được nói chuyện với chị. Nhưng mà đến thì rất là đông người. Thế tôi chờ đến ngày thứ hai cũng không được nói chuyện và mất liên lạc từ ngày đó. Dạ, dạ vâng. Nếu như mà mất liên lạc như vậy thì nếu mà chị Lập tìm về thì làm sao ạ? Tôi nghĩ nếu chị về tìm thì có lẽ không gặp. Tại vì gia đình chúng tôi chuyển nhà rất nhiều lần. Lần đầu tiên từ trại Gia Binh Lê Văn Duyệt mà về quận Tân Phú, gần nhà thờ Tân Phú. Rồi sau đó chúng tôi đi kinh tế tự túc về Đồng Nai. Về Đồng Nai được mấy năm thì ba tôi mất vào năm 1980. Sau khi ba mất thì má dắt dìu chúng tôi về quê ngoại ở Cam Ranh. Từ đó đến nay. Dạ vâng. Chị là người giữ cái nhiều cái kỷ niệm với chị Lập và Hiền Anh, con gái của chị ấy nhất, đúng không ạ? Vâng ạ. Không biết là chị có nhớ những tấm ảnh này được chụp lúc nào không? Chị có nhớ cái cô bé mà chị vẫn chăm sóc không? Đúng rồi, bé Hiền. Đúng rồi, bé Hiền. Dạ. Đây, ông đây là ông Bút Lắc. Đúng rồi, anh Bút Lắc. Đúng rồi. Anh Hai, chúng tôi hay gọi là anh Hai. Còn đây chắc là chị Lập. Cháu Tammy là cháu thứ hai. Đúng rồi. Và những bức ảnh này thì được gửi về từ Mỹ ạ. Từ bang Missouri. Và người gửi là chị Annie. Hi, this is Annie. I just wanted to say hi to my auntie. Xin chào. Tôi là Annie. Tôi gửi lời chào đến dì của tôi và nói với bà rằng tôi đang chờ tới ngày về Việt Nam trong 10 hôm nữa. Đã lâu lắm rồi và con thấy thật là hạnh phúc. Con đã thiếu gì trong suốt chừng ấy năm. Con tưởng như không thể chờ thêm ngày nào được nữa để được nhìn thấy dì. Con yêu dì.
Tôi là Lê Thị Lập. Tôi đi sang lúc tôi còn trẻ lắm, 18 tuổi thôi. Tôi đâu có ngờ cái ngày ra đi đó, một cuộc chia tay không thể tưởng tượng được. Tôi có ba đứa con, hai đứa gái và một trai. Nếu so sánh với những người khác thì đời sống của tôi rất là hạnh phúc. Những con thì rất ngoan, có người chồng thương mình. Mình nghĩ rằng đời sống nó đầy đủ rồi, nhưng mà đâu ngờ được cái gia đình của mình không thể bao giờ mà mình quên được. Bao giờ tôi cũng nghĩ đến cha mẹ thôi và các em của tôi. So hit stop or go? Ok, tới nhà rồi. Vì cái lý do tôi về đây ở là vì tôi không muốn ở những thành phố nữa. Bây giờ đây người Việt đông lắm, có gia đình, có chị em với nhau, mình càng buồn thêm vì mình có một gia đình rất là lớn, bốn em trai, bốn em gái, mà tại sao mình không tìm được đứa nào hết. Tôi đi về bên đó là bao nhiêu lần rồi. Lần đầu tiên bà Lập tìm về Việt Nam là vào năm 1981-82, chưa có đường bay thẳng. Bà về khu Lê Văn Duyệt nơi gia đình ở trước đây, rồi đến chợ Ông Tạ, nơi mấy người dì đã sống, nhưng không nhớ nổi tên các dì Tư, dì Năm, dì Sáu là gì mà hỏi. Tới năm 1987, bà về lần nữa, tới Biên Hòa. Bà nhớ ông ngoại làm thợ mộc cho nhà thờ, nhưng cũng không biết nhà thờ nào mà tìm. Năm 1996, khi đã có đường bay thẳng từ Mỹ về thành phố Hồ Chí Minh, bà liền về hẳn một tháng, đi khắp nơi tìm dấu vết của gia đình. Tìm được một người trước cùng làm với ba của bà. Ông này chỉ lên Trảng Bom, nhưng bà đi tìm không thấy gia đình. Tìm được một người bạn của em trai bà, anh này cũng không còn liên lạc gì với em bà đã 4-5 năm nay. Tôi trở thành một con người cứng lắm. Vừa buồn, vừa hối hận, tự lỗi mình, mất tất cả hy vọng, muốn tìm thấy với các em thôi. Bây giờ đã ra sao? Có được học hành tới đâu? Có gia đình chưa? Tôi rất là lo lắng. Không biết tôi sẽ làm được những gì, nhưng mà tôi rất là thèm khát đến những cái tình thương đó. Vì ngày tôi đi, tôi còn quá trẻ. Tôi có một người em kế tôi, Nga đó, chỉ khác nhau có một năm. Nhưng vì cái hoàn cảnh nào, hai đứa tôi chưa bao giờ được chia sẻ tâm sự những chuyện đời con gái, những hy vọng của mình, những cái tôi chỉ muốn gặp em thôi. Thì em tự biết rằng bao nhiêu năm nay tôi không có quên em đâu. Tôi không quên cha mẹ tôi, tôi không quên em, không quên một đứa nào hết. Tôi không đi về Việt Nam nữa vì tôi không biết về làm cái gì. Mình về tới khi trường thì có người ra đón trước, thì tôi chả có ai hết á, mà không biết để đi đâu nữa. Tôi thuở tôi không về làm cái gì, đi càng đi càng khổ, tôi không về nữa. Cho nên tôi không nghe nhạc Việt Nam, mà tôi cũng không có bạn bè gì hết. Rất may mắn cho tôi là tôi tìm được chương trình của các anh chị.
Tháng nay tôi rất là vui mừng. Như tôi tìm thấy một niềm ánh sáng mới của đời tôi. Kỳ này tôi về một tuần nữa, tôi sẽ về để tới Hồ Chí Minh City. Khi tôi về rồi, tôi không bao giờ để cho gia đình tôi mất nữa đâu. Bé thứ hai tức là bé Tammy đó, con gái thứ hai của anh chị, được đặt tên là Tammy Nga. Nói thế thì đủ biết là chị Lập yêu quý chị đến như thế nào, và các anh các chị nữa. Tôi rất là hạnh phúc khi mà đến đây. Và mẹ tôi lúc này đây là chị Tammy. Và mẹ tôi lúc này thì rất là hạnh phúc, không còn gì bằng nữa. Tôi đã chờ suốt một thời gian lâu lắm rồi. Tôi rất cảm ơn chương trình rất nhiều và chúng tôi rất là hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị, từ nay thì chắc là chị Lập sẽ không ngại về Việt Nam nữa, mà ngược lại. Và chị Annie và Tammy cùng các con của họ đã có một nơi để đi về là quê hương, là gia đình bên ngoại, đó là Việt Nam. Một lần nữa xin được chúc mừng gia đình. Trường hợp nữa là từ Pháp nhờ chúng tôi đăng ký tìm người thân. Đó là trường hợp của cụ Khúc Thiện Nga. Cụ có ước nguyện cuối cùng là được nghe tin về những người chị em cùng cha khác mẹ và cùng mẹ khác cha và con cháu của họ tại Việt Nam. Và những hình ảnh trên đây thì được ghi tại Vạc Pont du Gard ở miền Nam nước Pháp. Người phụ nữ Việt Nam, 92 tuổi, là bà Khúc Thiện Nga. Đang cùng với con gái và cháu ngoại xem lại chương trình Như Chưa Hề Có Của Chili số 64 được phát ở trên website của chương trình là hãylentieng.vn. Thông báo tìm thân nhân của bà thì đã được phát ở trong chương trình đó. Chào. Đây là những đứa chắt của cụ Nguyễn Thị Nga, là thế hệ thứ 3 trong gia đình cụ lớn lên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các em mang trong mình 1/8 dòng máu Việt và chỉ biết đến Việt Nam thông qua duy nhất một người là cụ của mình. Cụ Nga sinh năm 1922 tại Hà Nội, từ bé sống trong một gia đình Pháp, chủ nhà máy nước Hà Nội và học trong trường dòng thuộc nhà thờ lớn. Bà kết hôn năm 17 tuổi với một sinh viên trường dược là ông Jean Clemenceau. Ông Clemenceau sau này là phụ tá cho bác sĩ nhà vi khuẩn học Yersin. Năm 1945, vợ chồng cụ Nga bị Nhật bắt ở Huế. Tới năm 48, hai cụ đưa ba đứa con gái từ 1 đến 6 tuổi rời Việt Nam. Cả gia đình họ đi nhiều nước trên thế giới, những nơi mà ông Jean Clemenceau đã điều chế thuốc ký ninh để giúp chống lại bệnh sốt rét. Khi về hưu, Jean Clemenceau đưa vợ và ba con gái về sống tại miền Nam nước Pháp, Vạc Pont du Gard, nơi có cây cầu ba tầng nổi tiếng. Người cháu của cụ Nga, anh Philippe de Pomerac, đã liên hệ với Như Chưa Hề Có Của Chili nhờ tìm họ hàng cho bà ngoại của mình.
Việt Nam là cội rễ của chúng tôi. Chỉ cần nhìn bà là biết bà là người Việt Nam, không phải người Pháp. Bà cho chúng tôi ăn rất nhiều món ăn Việt Nam. Bà nói về quê mẹ của mình, khiến cho chúng tôi nóng lòng muốn tìm lại họ hàng cho bà. Chúng tôi không biết họ hàng ai còn ai mất. Còn bà thì bà nghĩ là anh em của bà chắc chẳng còn ai. Tôi là con út. Tôi là con gái cả của bà, tên là Jeanette. Mẹ tôi hay nói về Việt Nam lắm. Bà không thể về Việt Nam lần nữa. Năm nay bà đã hơn 90 tuổi rồi. Tôi về Việt Nam lần này là lần thứ tư. Luôn là để tìm thân nhân cho bà của tôi. Tôi có một người bạn, người cũng có một phần tư dòng máu Việt Nam như tôi. Anh ấy đã liên hệ được với Như Chi ở Bồ Chí Ly nhờ chương trình mà anh ấy tìm được họ hàng ở Việt Nam rồi. Như Chi ở Bồ Chí Ly đã báo tin vui cho anh Philip vào đầu năm nay. Anh, mẹ anh, bà Jeanette cùng bà Michelle là hai người con gái của cụ Khúc Thị Nga đã nhanh chóng sang Việt Nam để nhận họ hàng. Anh Philip đã cẩn thận lập nên một bản gia phả nhỏ theo những gì mà cụ Nga còn nhớ. Bà Jeanette lần đầu tiên được gặp một người có gương mặt giống mình và là chị em họ với mình. Trong gia phả của dòng họ có ghi tên bà Khúc Thị Nga. Hôm nay lại về với quê hương, về với gia đình chúng tôi. Nous sommes très très heureux d'être ici. Chúng tôi rất là hạnh phúc để mà đến đây. Nous savions que ma grand-mère avait des frères et des sœurs. Mais bà tôi thì có rất nhiều anh chị em, nhưng mà chúng tôi không có nghĩ được là gia đình mình nhiều như thế này, nhiều người như thế này. Những người bên nội thuộc dòng họ Khúc mà bà Nga đi tìm đều đang yên nghỉ tại đây. Cha, anh trai. Đấy đấy, đang kiên tìm. Đây, tìm ông. Đây, đang tìm ông này đây. Vâng, đây. Thế còn bà hai là được bà Nga. Dạ vâng. Từ khi mà Tiên Chúa Khúc Thừa Dụ giấy nghiệp xây nền tự chủ của nước ta từ năm 905 đến nay là hơn 1.000 năm. Thế thì coi như là những cái người như là bà Nga, như là tôi, như là ông anh đây, là ở thế hệ gọi là đời thứ 41 hậu duệ của họ Khúc. Việt Nam chúng ta có một truyền thống, con người có tổ có tông, như cây có cội mà như sông có nguồn. Thì bây giờ con cháu của bà Nga đã thay mặt bà Nga về cội nguồn. Và rất xúc động, không còn gì để mà nói được nữa. Không còn tình cảm nào mà khi gặp được lại các cháu của tôi. Chị tôi không gặp được, nhưng mà tôi đã gặp được các cháu tôi. Thì cũng khác gì chị tôi. Chúng tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi đã không ngờ được gặp nhiều người thân như thế. Mọi người lại dành cho chúng tôi rất nhiều tình cảm, quý mến. Những con người tuyệt vời và đặc biệt ấm áp. Chúng tôi thực sự cảm thấy sốc nữa. Thật lạ lùng là cảm giác được ở giữa những người hết sức gần gũi với mình về huyết thống. Tôi cảm thấy hết sức ấm áp. 66 năm, ba thế hệ đã lớn lên không biết đến Việt Nam, dù họ mang trong mình một nửa, một phần tư hay một phần tám dòng máu Việt. Cuộc trở về này đã trả lại cho họ phần cội rễ không thể thiếu trong đời. Như chia sẻ của cục Chi Ly đã bắt cái cây cầu nhỏ để mà đưa được hơn 200 người Việt và những người gốc Việt về với quê hương, về với họ hàng tổ tiên.
từ những nơi xa xôi như là đảo Martinique, như là Senegal của châu Phi, hay là những nước như là Naui, Thụy Điển, Belarus, Bulgaria, rồi Đức, đến Thái Lan và nhiều nước ở xung quanh chúng ta nữa. Và nhân tiện đây thì cũng xin được nhắc lại câu chuyện về 116 ngôi mộ chí của người Đông Dương và đại đa số là người Việt Nam đi lính cho Pháp trong đại chiến thế giới lần thứ hai đã bỏ mạng tại mảnh đất Địa Trung Hải xa xôi mà đại sứ quán của Việt Nam tại Hy Lạp đã gửi thông tin cho chương trình. Hơn 100 người đàn ông Việt Nam đã nằm lại mảnh đất xa xôi này đúng tròn một thế kỷ đấy. Thông qua chương trình thì đã có 6 gia đình nhận là có tên của cụ mình hoặc của ông mình ở trong danh sách, và như chưa hề có cuộc chia ly đã xác minh được đúng 2 trường hợp. Xin trân trọng cảm ơn đại sứ Vũ Bình. Thưa quý vị, và cũng đã có rất nhiều thanh niên mang nhiều quốc tịch khác nhau từ Nam Châu đã tìm về Việt Nam, đến văn phòng của Như Chia Hè có cuộc chia ly để đăng ký tìm cha mẹ và tìm lại nguồn gốc của mình. Và họ là những người gốc Việt, và thậm chí là trước khi về Việt Nam thì họ cũng đã biết đến chương trình Như Chia Hè có cuộc chia ly. Chúng tôi cũng không hỏi rõ là những ai đã chỉ cho họ đến với chương trình. Nhưng mà hiện nay thì tại rất nhiều nước trên thế giới, trong các website mà giới thiệu về du lịch ở Việt Nam ấy, thì thường có một cái bảng hướng dẫn là tìm đến với chương trình Như Chia Hè có cuộc chia ly của Đài Truyền hình Việt Nam nếu như mà có ai đấy có cái nhu cầu là đi tìm thân nhân. Chúng tôi chia sẻ cái thông tin này với quý vị, coi như đó là một cái sự ghi nhận, là một cái niềm vui. Xin chia sẻ với quý vị. My name is Trần Thị Mâu. Tên tôi là Trần Thị Mâu. Tôi được sinh ra vào ngày 1 tháng 3 năm 1972. Tôi được cho vào nhà dòng ở quận 3, rồi vào cô nhi viện cũng ở quận đó. Tôi được nhận làm con nuôi tới Na Uy vào năm 1974. Tôi cho rằng tôi không thuần 100% dòng máu Việt. Cha tôi có thể là một người ngoại quốc. Tôi đã về Việt Nam 2 lần để tìm gia đình. Tôi mong tìm được những người ruột thịt, đặc biệt là mẹ của tôi. Bà đã cho tôi cuộc sống này. Hello, my name is Yen Lanong. Xin chào, tôi tên là Nguyễn Văn An. Tôi được rửa tội tại cô nhi viện Kẻ Sạt thuộc tu viện Miến Thánh Giá Hải Phòng tại Bắc Hải, Hồ Nai, Biên Hòa. Tôi được nhận làm con nuôi vào năm 1968, cũng một gia đình người Na Uy. Theo giấy tờ, cha đẻ của tôi là ông Nguyễn Văn Hạ, mẹ đẻ của tôi là bà Nguyễn Thị Yên. Đây là lần đầu tiên tôi trở lại Việt Nam từ năm 1968. Tôi vẫn hy vọng tìm được người thân nào đó, biết đâu tìm được cha mẹ của tôi. Tôi có một cuộc sống tốt. Tôi may mắn được cha mẹ nuôi người Na Uy yêu thương, chăm sóc. Nhưng tôi rất mong được gặp lại cha mẹ đẻ của mình tại Việt Nam. Xin chào, my name is Kim Nhan. Xin chào, tôi là Phan Kim Ngân. Tôi ra đời ngày 21 tháng 9 năm 1974 tại Bệnh viện Hùng Vương. Tôi mong tìm mẹ đẻ của tôi. Tên bà là Phan Thị Nga. Bà sinh ra tôi rồi để tôi lại bệnh viện. Rồi người ta đưa tôi vào cô nhi viện dòng Chúa Cứu Thế ở quận 3. Tôi đã ở đó được vài tuần lễ, rồi được một gia đình Australia nhận nuôi. Tôi mong tìm được mẹ ruột của tôi, người đã sinh ra tôi tại Bệnh viện Hùng Vương. Tôi mong gặp mẹ để nói với mẹ rằng tôi đã có cuộc sống tuyệt vời ở Australia. Đồng thời, tôi muốn biết mẹ tôi có hạnh phúc không, có khỏe mạnh không. Thật vui nếu được gặp mẹ, được biết về cuộc sống của mẹ tôi tại đây, ở Việt Nam. Chị Kim Ngân về Việt Nam lần đầu vào năm 2001, là tình nguyện viên dạy trẻ em khiếm thị. Chị đã đi tìm nhiều, nhưng không ở đâu có dấu vết về mình. Hiện, chị đang dạy học tại Việt Nam và nuôi hy vọng. Khi ở Australia, chị đã thử ADN và được biết chị không phải là con lai. Và trong dòng máu của chị có một phần của dân tộc La Hủ, thiểu số, ở phía Bắc.
một người mang quốc tịch Canada đến văn phòng của Như Chi Hề của Chile đăng ký tìm một nhà tu hành cùng một người mà ông gọi bằng anh, đã kêu mang ông trước khi ông bị bắt cóc và bán sang Canada như ông kể. My name is Min. I am Quan Lai. I lived on. Tôi tên là Minh. Tôi là Quan Lai, sống sát biên giới Việt Nam Campuchia. My mother. Mẹ tôi cũng như bố tôi, không ai muốn nuôi tôi, nên tôi sống với một ông sư và một cậu bé Lai như tôi. Họ không phải là ruột thịt đối với tôi, nhưng họ là gia đình trong trái tim tôi. Tôi muốn tìm họ. Tôi đã không được nhìn thấy họ suốt 50 năm nay rồi. Tôi nghĩ nhà sư mà tôi gọi là ông nội chắc không còn. Nhưng người con Lai tôi gọi là anh thì chắc còn sống. Tôi yêu anh tôi vô cùng. Ông Quốc Minh không biết cha mình người nước nào. Ông chỉ nhớ mẹ ông đi làm ở đô thị cách chỗ ông ở một ngày đường. Gần nhà có chú Trần. Người anh kết nghĩa ở cùng với nhà sư thì hình như tên là Nghê hoặc là Nghĩa, có một vết bớt ở khóe miệng bên phải. Vào năm 1960, Quốc Minh 6 tuổi, bị trúng đạn và được đưa vào chữa trị ở một địa đạo của bộ đội. Khi đã khỏe, trên đường về nhà thì bị một lính Canada bắt cóc, đưa sang Campuchia một thời gian, sau đó đưa lên máy bay trở tới Ottawa, Canada. This month, I have come back to my country to search for my family. Tháng này tôi trở lại Việt Nam lần đầu tiên để tìm ông và anh trai. Tôi đã đi khắp tỉnh Tây Ninh và sau đó là Long An. Visa của tôi hết hạn, cho nên năm sau tôi sẽ lại về. Thưa quý vị, có một người phụ nữ được coi là ân nhân của những đứa trẻ trong những cô nhi viện miền Nam vào những ngày cuối cùng của chiến tranh. Sir Susan McDonald đã tham gia chiến dịch Baby Lift, đưa 3.000 trẻ em Việt Nam đi làm con nuôi khắp nơi trên thế giới. Cho dù chiến dịch này đã gây rất nhiều tranh cãi, nhưng không thể không trân trọng tấm lòng của Sir Susan, người đã gắn bó với những anh chị người gốc Việt, từng là trẻ Baby Lift từ năm 1975 cho đến tận ngày hôm nay. Vào năm 2010, vào tháng 4 như thế này, thì Sir Susan McDonald cùng một đoàn gồm 20 anh chị từng là trẻ Baby Leaf đã đến trường quay này. Và hôm đó thì ngoài việc đề nghị là Như Chi Hề của Cô Chili tìm thân nhân, tìm cha mẹ cho các anh chị ở trong đoàn Baby Leaf mà Sir đã đưa đi vào tháng 4 năm 75, thì Sir Susan còn đăng ký tìm cha mẹ cho một số con nuôi người gốc Việt mà được nhận nuôi trong những khoảng những năm 80. Sir Susan thì quan tâm đến số phận của những đứa trẻ Việt Nam sống trên khắp thế giới mà không biết cha mẹ mình là ai. Và chúng tôi rất mong quý vị hãy theo dõi và gọi ngay cho chúng tôi nếu như có trường hợp nào tại Thái Nguyên và tại Vũng Tàu, Sa Đéc mà quý vị biết thông tin. Tổng đài của chúng tôi là 0862647777. Chúng tôi xin được nhắc lại 0862647777. Sẽ dành cho những người mẹ sinh con tại Thái Nguyên mà vì một hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt nào đó đã phải cắn răng bỏ con tại bệnh viện hoặc trạm xá ở Thái Nguyên trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2008. Tìm mẹ cho một bé gái bị bỏ rơi tại bệnh viện Thái Nguyên vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2002 ở gần căng tin của bệnh viện. Bé gái này bị bỏ rơi lúc 18:40 ngày 11 tháng 5 năm 2006 tại Bệnh viện A, Thái Nguyên. Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Thái Nguyên lúc 7:00 tối Chủ nhật ngày 13 tháng 7 năm 2008. Một trẻ sơ sinh khác bị bỏ lại tại phòng chờ của trạm xá xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đó là vào lúc nửa đêm ngày mùng 2 tháng 11 năm 2007. Người mẹ có thể tên là Nguyễn Thị Xuân, quê ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Các bé gái trên đều được nhận làm con nuôi tại Ireland.
những người mẹ đẻ ra các em có thể yên tâm là các em đang được chăm sóc và nuôi dạy chu đáo, và các gia đình Ireland đều rất nhân ái, mong cho con mình được gặp và yêu thương người mẹ đã sinh ra mình. Bé trai bị bỏ rơi bên hông của cô nhi viện Vũng Tàu vào ngày 1 tháng 3 năm 2006. Bé trai khi đó khoảng 3 tháng tuổi, được quấn một chiếc tã màu xanh da trời. Theo giấy tờ của tòa án, thì anh Nguyễn Quang Lâm sinh ngày 15 tháng 11 năm 1972 tại phường Hải Châu, quận 1, Đà Nẵng, là cô nhi trong cô nhi viện Thánh Tâm. Không rõ cha mẹ là ai. Theo giấy khai sinh được lập ngày 9 tháng 12 năm 1969, anh Nguyễn Phi Hùng sinh ngày 4 tháng 12 năm 1969 tại Tân Vĩnh Hòa, ấp Hòa Khánh, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc cũ. Tên mẹ có ghi Nguyễn Thị Ngọc, 23 tuổi, nghề nghiệp buôn bán, cư ngụ tại Hòa Khánh, cha khuyết danh. Cả ba người con trai này đều đã được lớn lên với những gia đình ngoại quốc nhân hậu. Họ mong thông tin về họ đến được với những người mẹ vì hoàn cảnh đã phải cho họ đi để những người mẹ ấy được an lòng. Đúng là sống chung với bà ấy, thì ông có hát được bài hát là tiếng Việt không? Đấy, hát mỗi năm đi hè đấy. Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn, 90 ngày qua chưa tràn tình thương. Bây giờ hai cách hai đứa hai nơi, phút chiều cần nhau hết rồi. Tạ từng là hết người ơi. Anh ơi trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa lại còn gặp nhau. Thưa quý vị, có rất nhiều cách ra đi, có rất nhiều nguyên nhân để mà ra đi. Nhưng mà chúng tôi vẫn tin rằng đã có ra đi là sẽ có trở lại. Dù rằng có thể đầy trở ngại, dù rằng có thể đầy cay đắng, dù rằng có thể chậm nữa, nhưng mà nhất định đã có ra đi là sẽ có trở về. Bây giờ sẽ là một câu chuyện tình yêu. Nó hơi lạ lùng một chút. Xin được bắt đầu từ Los Angeles của Mỹ. Chào chương trình. Tôi tên là Hằng, Đặng Hằng. Tôi kể câu chuyện này ra thì rất ly kỳ. Tôi biết ông Ly cách đây 7 năm. Gia đình tôi có một cái tiệm bán ở Los Angeles. Mỗi ngày ông Ly ra tiệm tôi mua hàng. Tình cờ tôi nói chuyện với bạn bằng tiếng Việt thì ông lại hỏi tôi, cô là Việt Nam hả? Và ông kể chuyện đời của ông, cuộc đời của ông hồi ông đi công tác ở Việt Nam. Ông nói với tôi, ông kể với tôi là ông có một người vợ và hai người con ở Sơn Trà, Đà Nẵng. Lâu lắm vì thất lạc, tôi có nói rằng nếu tôi có dịp về Việt Nam, tôi sẽ ghé Đà Nẵng kiếm giùm cho ông. Hai người con gái là Sang Hy và Xuân Hy, và bốn người con khác trong gia đình là Thanh, Thái, Sơn, Hưng và mẹ của họ, những người mà tôi yêu quý nhiều lắm. Năm 1966, ông Ly là kỹ sư đóng tàu trong quân đội Đại Hàn đóng tại cảng Đà Nẵng. Ông gặp một người phụ nữ góa bụa đã có bốn con. Bà rất trẻ và đẹp, bán hàng nước ở gần cảng. Ông đã say mê bà và xin bà cho được yêu thương và chăm sóc năm mẹ con. Năm 68, Sang Hy ra đời. Năm 70 là Xuân Hy. Gia đình ông không công nhận người vợ Việt,
và mẹ ông buộc ông phải lấy một người Hàn. Họ chỉ sống chung được vài năm. Quân đội điều động ông đi Iran rồi châu Phi, nhưng về Việt Nam thì không còn đường nào. Sau khi ly dị, ông đã để lại tài sản cho vợ và di cư sang Mỹ. Bảo lãnh cho ba con sang Mỹ từ năm 84, nhưng ông làm việc và sống một mình tại Los Angeles. Ông luôn nghĩ người vợ Việt của ông đã tái giá. Ông vừa ước ao được gặp lại, vừa sợ làm khuấy động cuộc sống của bà và hai con. Họ có thể bị ngại mang tiếng là con của lính đại Hàn. Nếu bị họ chối bỏ, ông cũng không oán trách gì. Một ngày tôi trở về Việt Nam năm 2008, tôi hứa là sẽ tìm vợ và con của ông cho ông. Nhưng không được thành công, tôi lại trở về Mỹ năm 2010. Tôi nói với ông là có hình hoặc giấy tờ gì là đưa cho tôi đem về để tôi nộp lên cái chương trình Hãy Lên Tiếng. Chưa có hề có cuộc chia ly. Thì mỗi ngày, mỗi tuần ông cứ ra, ông hỏi có gặp con ông không? Có được gì được gì chưa? Tôi trả lời chưa. Tôi thấy ông cũng tội. Mỗi ngày mỗi già đi, thương cho ông cuộc đời của ông vì hoàn cảnh mà ông phải xa con. Ông cứ nói với tôi rằng ông muốn gặp con ông lần cuối và ông muốn xin lỗi con ông. Là ông nói rằng là không phải vì hoàn cảnh chứ ba không bỏ rơi hai con. Sang. How are you? Sang ơi, con sống thế nào? Xuân ơi, con ra sao? Ba con mình gặp nhau lần cuối đã lâu lắm rồi. Ba không tưởng tượng được gương mặt của hai con nữa. Ba muốn sớm được nhìn thấy các con. Nhờ có các anh chị, lần này tôi gặp may rồi. Đến đầu tháng 5, tôi về Việt Nam, chắc là tôi sẽ được nhìn thấy họ. Vô cùng cảm ơn. Ngày 1 tháng 5. Ngày 1 tháng 5, ông sẽ trở về Việt Nam để đoàn tụ gia đình. Vâng, xin được giới thiệu ông Lee Sang Ho. Ông là người Hàn Quốc. Nice to meet you. Nice to meet you. Mọi người. Okay. Ông Lee Sang Ho thì năm nay 78 tuổi ạ. Và ngày 1 tháng 5 đúng là ngày mà ông đã trở về Việt Nam sau 44 năm. Yes. When I was in Vietnam. Tôi ở Việt Nam. 1971. Năm 1971. So I lived with my friend. Tôi phải xa gia đình của tôi. Then so Vietnam War. Bởi vì chiến tranh ạ. So I was removed, tôi phải trở về Hàn Quốc. Tôi không có cơ hội để qua tới Việt Nam để gặp lại vợ con của mình. So around some work and then some long time ago when I went to my Korea. Và khi tôi trở về Hàn Quốc thì chị của tôi muốn tôi cưới một người vợ Hàn, cho nên là và cô ấy xé tất cả những cái thư từ liên quan. She broke my passport, anything. I just left only this letter. Và tôi chỉ còn giữ được cái lá thư này thôi. Dạ. Then I have made chance. Dạ. 1983, then look like then I divorced my wife. Wife. Then I want to go to Vietnam. Norway cannot obtain visa. Vâng, thật là khó khăn khi vào trở về Việt Nam để có lấy visa để về Việt Nam tìm vợ con. So I went to United States. That still I live there alone. Và tôi đã quay về Mỹ lại sống từ đó đến bây giờ. Vâng, vậy là ông định cư ở Mỹ. Vâng, cái lá thư mà ông gửi cho cái này được ghi vào năm 1971. 1971 mà đến năm nay là... Kính gửi ba. Sơn Trà ngày 15 tháng 8 năm 71. Vâng, từ ngày ba về thì chúng con rất nhớ ba và mong ba. Ba nói là ba về nước, ba sẽ viết thư mà không thấy thơ đâu. Má buồn lắm. Đây, nhưng má không trách ba. Đây,
Con nhớ lời khuyên của ba, gắng học để cho các em bắt chước theo. Ba ơi, con nhắc cho ba một tin mừng là em Xuân Hy đã biết đi và em Sáng Hy đã luôn luôn nhắc đến ba. Còn về phần ba có khỏe mạnh không? Chúng con ở bên này luôn khỏe mạnh. Kính mong thưa ba, con của ba Nguyễn Hồng Thị Thanh. Nguyễn Hồng Thị Thanh là con của là con riêng của bà vợ của vợ ông. Và đấy là cái lá thư mà đã được gửi từ năm đó. Và ông nhận ra chưa ạ? Bé con thẳng đau cầu cầu bao nhiêu dịp Thái nên sầu bấy nhiêu. Nhưng mà ông có nghe thấy giọng ai không? Đằng ấy xa xăm nào ai có biết rằng tôi thương chàng. Chùa xuân năm năm lá xuân vàng, vàng bao nhiêu lá thương chàng bấy nhiêu. Nòng đây thương đấy đã nhiều, nòng đây thương già bao nhiêu mặc nòng. Đây là một bài thơ mà hồi xưa bà vẫn thường hát khi mà có ông ở Việt Nam. Vâng, chắc là ông nhớ rồi. Nhưng mà nơi ở của họ thì chắc ông không thể biết được. Ông đã bao giờ đến Đắk Lắk chưa? Đắk Lắk. Nhưng khi mà vâng. Thì chỉ biết bức thư đó chỉ mới vào lớp 6. Ông gặp người mà đã viết thư cho ông. Chị Thanh. Tôi chỉ nhớ một câu thế chứ còn cả thư thì tôi nhớ là nhớ là ba có dặn con là chị Đầu phải học hành chu đáo á, cho em nói theo. Đây là Krông Anna, một huyện của Đắk Lắk. Chị Thanh đã học thành giáo viên. Chị Hương hiện đang làm kế toán cho trường dân tộc nội trú của huyện. Những người con khác của bà Tách đều được học hành đến nơi đến chốn. Ở vùng này, gia đình như vậy cũng không có nhiều. Ngày xưa bà đẹp lắm. Có lẽ không trong nhà không có đứa con nào đẹp như bà đâu. Bà đẹp người mà đẹp cả nết nữa. Vì là bố mất để lại 4 người con. Thì bà cứ nghĩ là bà không đi bước nữa đâu. Vì cái hình ảnh tôi vẫn còn nhớ là có những người họ đến tán tỉnh á, thì bà nói là chồng tôi thiêng lắm đó, coi chừng chết á. Nhưng mà sau này ông nghe được á, ông qua nhà hàng xóm thấy bà như vậy, tối hôm sớm là thấy sáng thì dậy sớm, rồi cứ giặt quần giặt áo cho con xong rồi người ta bán hàng. Ông thương đó ông đến. Đặc biệt riêng ông Ly thì cảm thấy ông đúng quả là người có tình có nghĩa. Và ông thương đều, không có phân biệt. Ông mua quần áo giống như nhau vậy. Thế ông mua cho đứa đầu thì ông mua cho đứa sau. Ông dùng từ là ông được các con. Không bao giờ ông phân biệt một cái gì hết. Ông đi có chứ, hụt hẫng ở chỗ là không phải hụt hẫng điều gì, hụt hẫng sáu đứa con. Mẹ phải vừa làm cha vừa làm mẹ. Hụt hẫng là vì bố trước ấy, là cũng mất khi tụi chị em trong nhà còn rất nhỏ. Sau đó thì thêm 2 người em nữa thì vào đây là các em còn nhỏ xíu à. Bà là phải một mình gánh vác vừa là mẹ vừa là bố. Mà cái thời điểm rất là khó khăn. Nghĩ lời nói là phải cố gắng thôi. Với lại mẹ cũng nói là bây giờ nếu các con không cố gắng, không biết đùm bọc lẫn nhau thì khó qua nổi được. Bà có nói với tôi vậy này, mẹ có nói là con là con lớn, tất cả những việc con đều biết về mẹ. Thì là cái chuyện lấy chồng nước ngoài thì con biết rồi. Có số người ta không hiểu, người ta có thể là nghĩ xấu về gia đình nhà mình. Nhưng mà con thấy đấy, mẹ mong con đừng nói ra và đừng phân biệt anh chị em nhà. Mà thực tế là như vậy. Gia đình nhà tôi là không phân biệt gì hết. Rất thương yêu nhau từ khi ông về đến bây giờ. Năm 1976, chị Thanh theo đoàn kinh tế mới lên Krông Anna trước. Khi đó ở nơi đây chỉ có rừng le rậm rạp. Rồi bà Tách dẫn 5 đứa con còn lại lên khai hoang. Bà buôn bán, đi cấy thuê, làm đủ nghề để nuôi 6 con ăn học. Bây giờ nói lại thì nó cũng cơ man là khổ. Không thể nó tưởng tượng nổi cái khổ nữa. Chứ mà đến ngày hôm nay
mẹ nuôi 6 đứa con đều đi học hết. Từ hôm qua giờ bà mừng ghê. Nói được nhiều, hát được nhiều. Mừng cái chỗ là đúng là liều thuốc tinh thần của mẹ chị. Phải dùng từ cho nó chính xác là danh dự của mẹ chị. Danh dự. Dạ. Ông nói là ông rất là xin lỗi. Vâng. Những năm ở xa thì chắc là ông cũng nghĩ nhiều chứ ạ. Ông có nghĩ rằng là bà làm cách nào để nuôi được 6 người con không? Và tôi thật sự, một điều tôi muốn nói là thật sự xin lỗi đến vợ của tôi và các con của tôi khi mà tôi ra đi như vậy. Và tôi không làm trách nhiệm của một người cha, người chồng. Tôi xin lỗi. Đấy là vì hoàn cảnh. Đấy là vì hoàn cảnh. Dạ. Vâng. Và bà đã làm được. Bà đã nuôi được 6 người con, đều học hành đến nơi đến chốn. Bà thật là giỏi. Bà giỏi thật. Năm chị em Thanh, Thái, Sơn, Hương và Sáng sống quây quần trong phạm vi non nửa cái số ở Krông Anna. Bà Tách ở với chị Hương, thỉnh thoảng sang ở với chị Sáng, tức chị Sang Hy. Còn người con gái út là chị Xuân, tức Xuân Hy, thì là giáo viên tiểu học lấy chồng tận Đắk Nông, thỉnh thoảng mới về. Đấy là trời buộc mày. À, đó cái duyên số nhỉ. Rời buộc. Rồi mẹ đưa các con về trên này để sinh sống á. Rồi trong lòng mẹ có một phút nào mong chờ ông về không? Cái người đã đi đã xa thì mình coi như mình đã quên. Không phải quên mà không dám nhớ rồi. Không cách xa quá rồi mình là không... Là vì sao? Mình phải tập trung mình nuôi 6 đứa con mình chứ mình cứ nhớ đi nào thì là mình lấy gì mà. Bà Sáng vô thăm bà ngoại à. Ông giống ai ngoại? Ông giống chị Sáng. Giống ghê lắm ngoại. Giống ô, giống bố cu giống. Không nào trong đầu khi nào cũng nghĩ về cha thiệt. Nhưng mà mình cũng để trong lòng thôi. Mà mẹ thì em biết là mẹ cũng tuổi già sức yếu là cũng khi nào cũng nhắc đến tên cha là đi xuống hồ đó nghe. Khi nào cũng nhắc câu đó thì em cảm thấy não lòng ghê lắm. Từ khi gia đình lên đây sống, bà Tách không cho ai biết hai người con sau của mình có cha là lính Đại Hàn dù là kỹ sư, sợ người ta dị nghị. Chị ra khi ngồi đó. Mới ra. Sao khóc? Chúng mày không khóc ạ. Vì mày hạnh phúc hơn tao là mày có chồng. Mẹ suốt ngày cứ kể về bố chị. Thế xong là em cũng nạt. Em nói thôi, kể mãi khi nào cũng kể. Biết rồi mà cứ kể hoài. Mà bố thì ở đây phương trời nào mà cứ kể hoài. Em nói thôi thì trong lòng em thì em khi nào em cũng không có bố nữa. Nhưng mà gia đình mình cũng không đến nỗi cũng đầm ấm như còn hơn những gia đình mà có bố. Các anh các chị lớn chung tay góp sức với mẹ để nuôi hai em lớn lên thì bây giờ em cảm thấy là đầy đủ lắm rồi. Thật sự là như thế. Mấy anh chị nhắc hoài, chị Thái là suốt ngày nói là khi nào cũng là con. Cứ nhớ tới ông là bao nhiêu năm mà ông vẫn để một cái lá thư của chị Thanh. Như vậy là ông vẫn còn nhớ đến những chị em mình, thì chị em mình đâu có quên ông đâu. Là khi ông về nước, còn một tháng nữa về nước là ông có mang về một cái xô nhôm bây giờ nhà. Khi nào cũng nhớ. Nhà lúc nào cũng nhớ cái xô nhôm nhà. Thế là cứ sầm tối là cứ nói cất cái xô chưa. Tìm bé cạn cái vạn chim bay. Dẫn nó bay làm sao mà tìm. Họ tìm mình. Cảm ơn trời đất. Để cho hai đứa em mình mặc. Bà Tách không bao giờ trách ông Ly. Như bà nói, ông đi bà cũng mừng cho ông. Nay nghe ông về, bà mừng cho các con của mình. Bà không hề biết rằng ông đâu có tìm được hạnh phúc ngoài bà. Rằng ông đã cơm niêu nước lọ, đến nay cũng đã gần 40 năm. Bà không biết rằng là ông cũng đã ở vậy rất là lâu rồi. Bà đâu rồi ạ? Các anh chị đâu rồi ạ?
rồi. Trái đất sao là sẽ có lập ra. Ôi trời. Ôi trời. Thưa quý vị, trong một giờ phát sóng nghe chơi của cuộc chia ly ngày hôm nay thì đã có 210 cuộc gọi đến cho chương trình. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục kết nối nhiều cuộc trở về nữa. Các cụ đã nói rằng cái gì của mình sẽ trở về với mình và mỗi một người sẽ trở về với nơi thuộc về mình. Cho nên những người còn chưa gặp lại thân nhân, hãy có niềm tin về một ngày đoàn tụ để được vui sống. Và quý vị cũng có thể theo dõi là chương trình này sẽ được phát sóng lại lúc 14 giờ chiều thứ bảy tuần tới trên VTV1. Và trên VTV4 sẽ được phát lại lúc 7 giờ, 14 giờ 15, 18 giờ 15 thứ hai ngày 12 tháng 5. Và chị đã về Việt Nam. Dạ, chắc là bây giờ chị sẽ thường xuyên về phải không nào? Bây giờ về rồi. Và sẽ nghe nhạc Việt Nam nhé. Sẽ gặp thật nhiều người Việt Nam và viết thư về Việt Nam thật nhiều nhé. Dạ. Cảm ơn các chương trình, các bạn trong chương trình đã giúp cho được tôi như thế này. Dạ. Thế này về là về thay cho cha mẹ. Vâng, và xin được hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Trở về từ ký ức số 30 sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 14:15 Chủ nhật ngày 18 tháng 5 tới đây. Và giới trẻ của cuộc chia ly của tháng 6 sẽ vào ngày 7 tháng 6. Xin kính chào và hẹn gặp lại.